Có à con? À, con eat grapes. Con thưa con đi rồi mẹ lấy muỗng cho ăn. Thưa con. Thưa con. Bà ba carry. Đứng nào thấy. Có à ma. À ma. À có à ma. À ma. Xếp hàng rút tiền ra luôn á, TV nói á. Ý không phải, đài, TV không có nói mà đài. Ai giờ. Không tin hả, ông xã bỏ vô rồi cũng lấy ra, sợ lấy ra không được. Ngân hàng Việt Nam mất hết luôn á. Có chuyện gì mà mất hết. Có đi mở không em? Rút ra mà mua tiền đô với mua vàng hết, bà nói gì. Xếp hàng đứng rút luôn. Trung Quốc hả có... Thầy Minh đâu có đánh đâu, sao? Việt Nam đâu có đánh đâu. Việt Nam nhỏ, Trung Quốc bữa đó có ai đánh giam đàn, không có đánh à. Ừ thì nói không sẽ nghe vậy đó, không sẽ bỏ vô thì cứ bỏ, nhưng nào có chuyện thì sẽ đừng có ngồi suy nghĩ.